Diễn viên hài Hữu Tín bị bắt. Ngày 13 tháng 6, Hữu Tín cùng Nguyễn Hồng Phi, 32 tuổi, bị Công an quận 8 tạm giữ hình sự để điều tra tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án, ba người khác bị Công an lập hồ sơ xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khai với Công an, Hữu Tín cho biết hồi tháng 4 cùng bạn bè đến quán bar ở quận 1 chơi, mua ma túy sử dụng. Còn thừa năm diễn viên mang về nhà cất, hai hôm trước anh cùng 5 người tổ chức sử dụng ma túy. Tại căn hộ chung cư ở phường 5, quận 8 thì bị cảnh sát bắt. Kết quả test nhanh cho thấy Hữu Tín và cùng hai người danh tính với chất ma túy. Cảnh sát cũng tìm thấy hai gói ni lông có 11 viên ma túy dạng nén, đĩa sành đựng ma túy đá và một số tang vật khác. Hữu Tín là trưởng nhóm 2X Pro, từng đặt giải quán quân cười xuyên Việt Tiểu Lâm hồi năm 2016. Liên quan đến diễn viên Hữu Tín tên đầy đủ Trần Hữu Tín, 35 tuổi, bị phát hiện sử dụng ma túy, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ nghệ sĩ này và một tên người Nguyễn Hữu Phi 32 tuổi. Bên cạnh đó, cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 người khác về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, diễn viên Hữu Tín khai nhận hành vi. Trước đó, Tín cùng bạn tới quán bar ở quận 1 vui chơi và mua ma túy sử dụng. Sau đó, do lượng ma túy còn dư nhiều nên Tín đem về căn hộ chung cư ở Giai Việt, phường 5, quận 8 chờ dịp để tiếp tục sử dụng. Vào ngày 11 tháng 6, Phi cùng Dương Ngọc Thái Huyền, sinh năm 2004, và ba đối tượng, hai nữ một nam, tới căn hộ chơi. Sau đó nhóm người này đem ma túy ra thác loạn với nhau. Khi nhóm đang trong cơn phê thì công an đập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ thêm hai gói ni lông chứa 11 viên nén nghi là ma túy cùng một đĩa sành chứa tinh thể màu trắng. Qua kiểm tra, công an phát hiện Tín, Phi, Huyền đều dương tính với ma túy. Hữu Tín sinh năm 1987, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, là diễn viên hài nổi tiếng hiện nay. Hiện nay anh là trưởng nhóm của X-Pro, nhóm hài đạt giải quán quân cười xuyên Việt Tiểu Lâm năm 2016. Gần đây Hữu Tín tham gia nhiều game show như Ơn Trời Cậu Đây Rồi, Nhanh Như Chớp và được nhiều khán giả vô cùng yêu mến.